Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để ráp nhẫn tóc cần Hero nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mô tả chatbot nha bạn. Kiểu này khá là ngon nha các bạn. TR bạn lưu cha đi tiếp nha bạn. TRK 649 người chatbot nha bạn. Rồi, mình sẽ ghét được 20 tóc cần hi như thế các bạn. Rồi bấm được continue này. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bạn join kênh group này. Rồi bạn bắt up này. Tiếp tục join tiếp kênh seller này. Rồi bạn bắt up lên nha bạn. Tiếp tục follow tờ Twitter, like và tờ Twitter tăng 3 người bạn này. Xin tờ Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè, bạn chỉ ăn tờ Twitter nè. Rồi các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tôi quýt đây nè. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục join sao Discord nè. Rồi bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn chấp nhận là mờ nè. Trên Discord thì các bạn nhấp vào mục hoàn thành nha các bạn. Rồi bạn lướt xuống các bạn chấp nhận điều khoản nữa, bạn bấm gỡ nè. Rồi các bạn chat thành công các bạn. Ủa sao mình chưa được chat nữa ta? Verify ha. Rồi các bạn tìm một verify nha các bạn. Sao ta? Tìm chữ nhỏ quá, khó tìm quá. Không thấy một verify đâu luôn. Bấm vào này thì có verify được các bạn. À được. Bấm lên. Trời, wifi đâu. Đâu các bạn bấm vào một khi tôi cần thứ các bạn. Sao mà mới đến cái này sao? Ok. Không được ta. À, các bạn tham gia chấp nhận mờ nó là được các bạn. Tiếp tục các bạn follow Instagram. Rồi trên Instagram đó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube nếu bạn đăng ký các bạn sẽ ra bạn bắt up đó. Tiếp tục join tiếp kênh channel nữa. Tiếp tục like và tờ Weedbot. Rồi bạn like nữa. Rồi bạn tờ Weed lên các bạn. Rồi bạn bắt up đó nè. Tiếp tục bạn subscribe kênh YouTube nó like share video nó luôn nè. Qua video nè. Này, tìm bài của nó các bạn. Đâu bài nào đâu ta. Giờ các bạn quan nhấp vào các bạn like chia sẻ một bài video bất kỳ của nó đi các bạn. Rồi bạn tự quýt lên. Nó đang test nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên. Các bạn bấm vào submit detail. Rồi bạn bấm done. Tiếp tục submit đường link profile tại Twitter của mình. Rồi trên tại Twitter nhấp anh Mata nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp ba cạnh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ check liên kết gửi lại cho bot. Nhiệm vụ quá mệt quá nhiều. Rồi tiếp tục submit username Discord thì các bạn mở Discord tất cả các bạn ra lại nha. Mở Discord mình ra lại nè. Đâu Discord đâu ta? Đây nè. Nha các bạn copy username Discord ở chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Quỳnh Nhân Anh Thăng 6160. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Thăng 6160 gửi cho bot. Tiếp tục follow Instagram ở đường link submit you Instagram profile link hoặc là username các bạn. Nào cũng được, mình gửi đường link đi các bạn. Rồi trên Instagram nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Rồi bạn sao chép liên kết nè, gọi là chatbot nè. Sau đó submit username YouTube hoặc là channel link.
như bạn trên YouTube thì bạn mở YouTube ra nhấp vào avatar của mình, nhấp vào kênh của bạn nè, các bạn nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào chia sẻ nè, rồi sau đó các bạn sao chép liên kết nha bạn, rồi là chatbot nè. Sau đó join vào Agapo, bấm don, follow tại Twitter và retweet, bấm chat, tiếp tục gửi địa chỉ bên bi smartchain bet 20 trên giấy chocolate đó nè của mình nè. Rồi ai rồi sau đó bấm vào xác tiết để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Rồi các bạn join vào Agapo support nó nè. Rồi mình đã ghét được 20 top cận hy nè bạn, thì chương trình này góp này random cho 2000 winner may mắn nè bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.